Chào các bạn nha, mình là Thu Thủy Trần ở bên trái cây Quý Mộc. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề là hồng trứng Đà Lạt có bao nhiêu loại và loại nào thì ngon nhất. Thì như các bạn đã biết, cái từ hồng trứng hay là hồng chín hay là hồng mềm là đều để chỉ cái trạng thái của quả hồng. Tức là khi cái quả hồng này chúng ta để cho nó chín mềm thì chúng ta sẽ ăn, thì nó gọi là hồng trứng. Hồng trứng là nói chung là loại hồng trứng, và là cái loại hồng chín hay hồng mềm, tức là hồng để chín nó mềm thì gọi là hồng trứng, hay hồng chín hồng mềm là để chỉ một loại thôi thì nó sẽ khác. Ví dụ như cái quả hồng đây là quả hồng giòn trên tay phải của mình, quả hồng giòn thì quả này ăn nó phải là cứng, nó phải giòn đôn rốt. Còn cái quả hồng này là hồng chín, nó phải để nó rẻ, nó phải để cho nó mềm. Cái hồng này nó phải cứng nha, nếu mà giòn, nếu mà mềm thì nó sẽ không ngon. Còn cái quả hồng chín thì nó phải mềm, nó chín thì nó phải mềm. Thứ hai là cái quả hồng giòn này thì nó ăn nó phải giòn đôn rốt thì nó mới ngon. Còn cái quả hồng này nó phải mềm và nó phải dẻo thì nó mới ngon. Đó, thì đấy là cái khác nhau. Thì ở trên Đà Lạt thì các bạn đã biết là một cái xứ sở của cây hồng, thì nó rất cái hồng trứng, hồng chín, hồng mềm là cái từ danh từ chung thôi, nhưng mà mỗi một cái giống hồng, cái loại cây hồng, mỗi một cái loại giống hồng nó sẽ ra một cái quả hồng khác nhau. Thì ở đây trên tay mình đang cầm đây là quả hồng chín nhân hậu, đây là quả hồng nhân hậu nha các bạn. Các bạn nhìn thấy cái màu sắc nó to này, cái màu sắc nó đỏ và cái trái nó rất là to như thế này. Và trên tay mình đây cũng cầm đây một cái quả hồng, đây là hồng trứng, này là trứng son. Các bạn nhìn thấy cái đáy nó nhọn đúng không ạ? Còn cái quả hồng này là đáy nó khác này. Đó, cái quả hình dáng cũng khác nhau luôn. Đây, đây là quả hồng trứng son và đây là quả hồng trứng nhân hậu. Cái kích thước nó cũng, cái này hồng trứng son nhỏ hơn hay là lớn hơn. Rồi cái này cái đáy nó nhọn này, các bạn nhìn thấy cái đáy nó rất là nhọn đúng không ạ? Còn cái này là đáy nó bầu bầu, từ trên xuống dưới nó bầu bầu. Thứ ba nữa là các bạn nhìn cái đường kính ở phía trên này, cái quả hồng trứng son nó nhỏ, còn quả trứng nhân hậu nó rất là to, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây, đấy. Đấy thì nó khác nhau. Hoặc là trên tay mình cầm đây là quả hồng, đây là hồng trứng láng các bạn. Các bạn nhìn thấy cái hình dáng cũng khác nhau, cái quả này nó to tròn xuống, còn cái quả hồng này nó dài dài, nó thun thun. Thứ hai là các bạn nhìn cái đường kính của quả hồng này, cái quả hồng trứng nhân hậu này nó to, quả hồng này nó nhỏ nhỏ thôi, và cái hình dáng nó như hình trụ, quả trứng láng như hình trụ, còn cái này nó to là nó bầu từ từ xuống. Hoặc là đen trên tay mình có cái này là quả hồng, này là hồng vuông, đây là quả hồng vuông các bạn. Đây, ở cái dây cái đáy nó bằng luôn này. Còn cái quả này hồng này của mình là đáy nó cũng khác này, và cái ở trên này nó cũng khác luôn này. Các bạn nhìn thấy nó hơi giống thôi, nhưng mà cái hình dáng á, cái này nó các cái cạnh nó thẳng luôn, nó thẳng đều xuống, còn cái quả hồng này là từ trên này to dưới này nhỏ. Thì như các bạn mình đã cũng chia sẻ các bạn là có rất là nhiều những loại trứng, đó là mình chưa có kể hết. Ví dụ như có trứng đầu bằng, ở đây có quả trứng đầu bằng, đây quả hồng này, quả hồng trứng đầu bằng nó nhỏ nhỏ thôi các bạn, nó không thể nóc một quả hồng trứng đầu bằng thì nó chỉ bằng 1/3 của quả hồng trứng trứng nhân hậu thôi. Đó, cho nên khi các bạn ăn, các bạn sẽ cảm nhận thấy nó rất là khác. Đây, thì như các bạn đã biết thì ở trên Đà Lạt có rất là nhiều những cái loại hồng trứng khác nhau, như là hồng nhân hậu này, hồng vuông, hồng trứng son, hồng trứng lóc, hồng trứng láng, hồng trứng đầu bằng, tất cả rất là nhiều loại hồng khác nhau. Thì mỗi một cái loại giống hồng khác nhau nó sẽ cho ra một cái trái hồng khác nhau, và những cái mỗi một quả nó đều có cái hương vị khác nhau. Đó, thì nhưng mà tất cả những cái loại hồng đều chung quy lại là để khi nào nó chín mọng và nó mềm và nó thơm thì chúng ta mới bắt đầu ăn được. Còn nếu hơn khi mà chúng ta mới xuống hái cái hồng, hái xuống mặc dù cái màu đỏ các bạn thấy nó đỏ cam rồi rất là đẹp, nhưng mà vẫn chưa ăn được. Khi mà chúng ta ăn như vậy là chúng ta sẽ bị chát ngay lập tức và chúng ta không thể ăn được. Cho nên là chúng ta phải để cho nó có một độ chín, độ dẻo, độ thơm thì chúng ta mới ăn được. Thì cái thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn là cái hồng ngon nhất trong các loại hồng chín, đó là phải kể tới hồng chín nhân hậu. Thứ nhất là kích thước trái nó to, thứ hai là cái màu đỏ tươi, thứ ba là cái da của nó căng bóng như thế này, và nhìn cái quả nó rất là chắc chắn, và khi nó chín thì nó rất là mọng nước. Và cái điểm thứ năm của nó là khi mà chín rồi thì cái độ dẻo của nó dẻo nhất trong các loại hồng này thì cái độ dẻo nó không bằng, và cái độ thơm của quả hồng nhân hậu cũng ngon hơn, thơm hơn các loại hồng khác. Mặc dù là biết là mỗi người có một thích một hương vị, nhưng mà khi các bạn sẽ ăn, các bạn sẽ cảm nhận được cái độ ngọt của này, nó rất có cái độ thơm thơm ngọt, và hầu như là nó không có hạt luôn. Có một số loại hồng chúng ta ăn vẫn bị hạt rất là nhiều, mất công nhả hạt, còn cái hồng này nó không bị hạt nhiều. Có quả là mình ăn cái chục quả thì có khoảng một quả hay hai quả là có một hạt thôi, còn hầu như là không có hạt nên nó rất là ngon. Đó là mình chia sẻ với các bạn, là hôm nay mình chia sẻ với các bạn là hồng trứng Đà Lạt có bao nhiêu loại và loại nào thì ngon nhất vẫn phải là hồng trứng nhân hậu nhé các bạn. Đây, mình là Thu Thủy Trần ở bên trái cây Quý Mộc. Rất là cảm ơn cả nhà đã xem video clip của mình. Các bạn có cần tư vấn gì về hồng hay là hỏi vấn đề gì về hồng để mua cho gia đình mình thưởng thức, tại vì mùa hồng cũng đang đến rồi, thì mình sẵn sàng chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể chọn những quả hồng tươi ngon cho gia đình mình ha.
Mình cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chào tạm biệt các bạn. Và các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 091 99 77 098. Mình có thể là có thể add Zalo thì mình có thể chia sẻ với các bạn để các bạn chọn được hồng ngon nhất ha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mình chào tạm biệt nhé.